Năm 1968, tôi ở San Francisco, lúc đó có một số các nhà khoa học, địa chất học, các chuyên viên nghiên cứu về tương lai, vân vân, họ đều tiên đoán rằng đến ngày mùng 4 tháng 4 năm 1968 sẽ xảy ra một trận động đất rất lớn tại San Francisco, đất sẽ chìm xuống biển, ruộng dâu biến thành biển xanh, các cư dân tại đây sẽ có dịp về chầu Long Vương dưới biển. Đã có rất đông bà con dọn đi đến các tiểu bang khác. Một số đệ tử của tôi tiến hỏi tôi phải làm cách nào. Hồi đó tôi nói với họ rằng, chỉ cần tôi ở San Francisco một ngày, tôi cũng không chịu để nơi đây xảy ra động đất. Bởi vậy, từ năm 1968 đến nay, chưa thấy có một trận động đất nào. Bảo rằng có, nhưng chỉ là động đất nho nhỏ mà thôi. Có điều tôi đã rời khỏi San Francisco, nên tôi chẳng quản tới nữa. Bởi lời nguyện của tôi là, tôi đến địa phương nào, nhất định nơi đó được bình an, vô sự. Có một lần, tôi đến New York, gặp đúng lúc mưa tuyết lớn, mà bắt buộc chúng tôi phải đi đến chùa Đại Thừa. Tôi bèn nói với một người đệ tử như sau, trên đường đi tôi không cho phép tuyết rơi, nếu như có chuyện tuyết rơi, tôi phải phạt anh quỳ trước Phật 49 ngày không cho ăn, không cho uống, không cho cả đại tiểu tiện, làm cho vị đệ tử này hết sức hãi sợ. Quả nhiên, trên khoảng đường lộ chúng tôi đi qua, chu vi cỡ 3 dặm không có tuyết rơi, còn ngoài 3 dặm đó tuyết vẫn rơi đều. Riêng tôi, đức không đủ để cảm phục người, đạo không đủ để giáo hóa người, chẳng có tư cách làm sư phụ của các vị. Nhưng nay quý vị đã quy y Tam Bảo, nhất định là phải phát nguyện thành Phật. Phàm ai đã quy y với tôi, nếu chẳng thành Phật thì tôi cũng chẳng thành Phật, đó là lời nguyện của tôi. Quý vị đã là đệ tử của Tam Bảo, thì ai đánh ta phải nhẫn, ai mắng ta cũng nhẫn, sư phụ của quý vị thì chẳng dám làm gì ngoài việc cúi đầu, đâu đâu cũng chịu lép vế, chứ không chiếm tiện nghi đối với người khác. Cho nên, đã là tín đồ Phật giáo, quý vị chớ có gây sự phiền phức mà để lụy cho sư phụ quý vị không thành Phật được.